mua hai bom tấn, Man U có đủ sức vô địch Premier League. Huấn luyện viên Solskjaer đã nhắc về sự tiến bộ của Man U trong những năm qua, thế nhưng việc nhảy từ vị trí thứ hai lên ngôi vô địch là cả chặng đường dài. Lịch thi đấu vòng mở màn Premier League 2 giờ ngày 14 tháng 8, Genoa 2-0 Arsenal 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, Manchester United, Leeds United 21 giờ ngày 14 tháng 8, Chelsea, Crystal Palace 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, Norwich, Liverpool 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, Tottenham, Manchester City hai mùa giải trước, Man U đã xếp ở vị trí thứ 3. Mùa giải năm ngoái, chúng tôi đã vươn lên vị trí thứ 2. Đó là sự tiến bộ, huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ trước mùa giải mới. Thế nhưng, để nhảy từ thứ 2 lên ngôi vô địch là chặng đường dài hơn rất nhiều so với phần còn lại. Cách đây không lâu, ban lãnh đạo Man U đã đưa ra quyết định quan trọng, đó là ký hợp đồng mới với huấn luyện viên Solskjaer. Nó rất khác cách làm của câu lạc bộ thời hậu Sir Alex Ferguson, ngay cả những người bị sa thải. Chỉ sau 2 đến 3 năm nhưng Van Gaal hay Mourinho đều đã mang về cho câu lạc bộ danh hiệu. Huấn luyện viên Solskjaer thì khác. Mãi tới mùa giải trước, ông mới lọt vào trận chung kết đầu tiên khi đối đầu với Villarreal Europa League thất bại. 3 năm của Solskjaer trong vai trò huấn luyện viên trưởng là chuỗi ngày trắng tay. Thế nhưng, việc đặt niềm tin vào huấn luyện viên Solskjaer cho thấy định hướng lâu dài của câu lạc bộ. Man U giờ đây không xây dựng theo cách đập hết di sản của người tiền nhiệm mà nó giống như bồi đắp với từng viên gạch để hướng tới thành công. Đây là cách mà Liverpool và Man City đã sử dụng trong những năm qua, có nghĩa rằng qua từng năm, họ sẽ mua sắm, lấp dần vào những lỗ hổng trong đội hình để dần tạo nên tập thể hoàn chỉnh. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Man U mua không nhiều, họ chỉ có hai bản hợp đồng đáng chú ý là Jadon Sancho và Varane sắp kiểm tra y tế. Sự xuất hiện của hai cầu thủ này đã vá lại những điểm yếu của câu lạc bộ. Sự xuất hiện của Jadon Sancho sẽ mở toang vùng sáng tạo cho Man U. Trong những năm qua, họ vẫn thiếu đi khá nhiều sự sáng tạo trong khâu tấn công. Việc lựa chọn Jadon Sancho là hợp lý bởi trong những năm qua, cầu thủ này luôn là một trong những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở băng Z Liga. Jadon Sancho sẽ giúp Man U bớt đơn điệu trong khâu tấn công và rất có thể ở mùa giải này, huấn luyện viên Solskjaer sẽ hướng đội bóng chơi thiên về tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, Varane được kỳ vọng sẽ bịt lỗ hổng hàng thủ. Không phải tới bây giờ, người ta mới nói về sự yếu kém ở vị trí trung vệ của Man U. Họ thiếu đi cầu thủ tầm cỡ như Varane để đá cặp với Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ. Lindelof hay Eric Bailly đều chưa cho thấy sự tin tưởng cần thiết. Nói vậy để thấy rằng, Man U ở mùa giải này là phiên bản đáng chờ đợi và có thể bùng nổ hơn. Sau 2 năm liên tiếp bồi đắp, Solskjaer đang sở hữu trong tay đội hình đáng kỳ vọng hơn rất nhiều với sự cân bằng ở các tuyến. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, tất cả vẫn còn nằm trên lý thuyết. Sự vận hành của huấn luyện viên Solskjaer mới là điều quan trọng. Trong những năm qua, nhiều người đã nói về điểm yếu tâm lý của quỷ đỏ dưới thời Solskjaer trong những thời điểm quyết định. Bên cạnh đó, nếu muốn bay cao, Man U cần phải khắc phục điểm yếu cố hữu trong những năm qua là khởi đầu chậm chạp. Đơn cử như mùa giải 2019-2020, quỷ đỏ phải chờ tới khi chiêu mộ Bruno Fernandes mới bắt đầu tăng tốc từ tháng 1 năm 2020. Hay mùa giải trước, họ chỉ thực sự bùng nổ kể từ tháng 11. Thậm chí, ở mùa giải trước, câu lạc bộ còn thua 3-4 trận đầu tiên ở sân nhà Old Trafford, trong đó có thảm bại 1-6 trước Tottenham. Tất nhiên, Man U cũng phải đối đầu với các thử thách từ ngoại cảnh. Sau khi giành chức vô địch tuyệt đối ở mùa giải trước, Man City đã chi 100 triệu bảng để sở hữu Jacques Grealish để tăng cường khả năng sáng tạo. Liverpool chắc chắn cũng không chịu ngồi yên sau một mùa giải thất vọng. Họ cũng mua về Nate để gia cố cho hàng thủ. Ngoài ra, trung vệ Van Dijk đã trở lại sau khi điều trị chấn thương cả mùa giải trước. Chelsea, sau khi vô địch Champions League, rất muốn chinh phục Premier League mùa giải này. Cũng như Man City, Chelsea đã chi tới 97,5 triệu bảng để bù đắp điểm yếu ở khâu ghi bàn bằng bản hợp đồng Lukaku. Nói vậy để thấy rằng, Premier League mùa này hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc đua vô địch vô cùng hấp dẫn. Danh tiếng, tham vọng của các câu lạc bộ lớn như Man U, Man City, Chelsea, Liverpool đều được đặt lên bàn cân. Lúc này, cán cân không lệch về phía đội bóng nào. Trong số các câu lạc bộ kể trên, đáng buồn là Man U lại có thời gian chờ đợi chức vô địch Premier League lâu nhất. Điều đó đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Solskjaer cần phải nỗ lực gấp bội để gặt hái vinh quang.